Nice lush sea fish. Steam sea fish. Wow, kam koi, thai kam koi. Look at the flesh. Look at the flesh. So beautiful. Thai kam koi, bang paun. Nhà ngô chúng ta nhận thấy đi miền tiện đơn chân con nhà máy không trọng bảo chợ không trọng không còn đi chợ không à, con phí con xóa nó ghê à con đẹp bơn tục yêu hoạt toàn steam in soy sauce. Wow, smell delicious and also tasty. Nó lót. Lót anh dơ mà bị trong tủ. Nhéo này, không trong luôn. Này. Lươn. Bật vào nhá. Không trong, ngon lươn. Ai chưa thấy ra sao vậy? Này. Không trong ạ. Lươn. Ông ta cắt hiếng ra này. Chậm nói nào ấy hạt ra xe cứ chan tôi đúng không đã biết họ to thấy mình chuyện mát nhờ lô mát thấy nó lớn mình phải món ăn phải món hoa gói đến phải nhận nhưng tên ta tha tên mặc lô rồi hãy tao cũng chia một lượng khám mặc buồn mấy nhỉ mình phố cái này hả nào vâng túi thầy phố thầy lọ nói nhật mặc cuộc lên nhà bính mặc to gọi thầy gửi cho I just smell in my mouth the flesh. Oh na! Tổ chức ăn chọc ra, rồi nhập vào luôn mất rồi bính. Vào lúc này. Look at the head. The head is the most delicious part of the fish. Very soft. Nghe con chóc. Phun xoa quá tô mấy bảo dạ bà câu nữa con chọc
thấy đi mà lô thấy thấy bà má mà lô buồn mơn thấy mà thông thông thấy bà má cho mày mình cuốn cho sao anh hiểu cho sao em mua trong hơi thử ngon cảm ơn trời ơi nè mang lên mắt kìa bên đây bật đây.